Điệp khúc ấy lại vang lên trên phố phường Hà Nội mỗi khi mùa thu về. Mùa thu ấy cũng đã đi qua, nhưng tiếng sao vang lên ngõ phố, ngõ làng thì mãi mãi vẫn lên vang trong tâm hồn của người Hà Nội. Cốm xưa vỉa hè thơm bước chân qua. Vâng, hương cốm Hà Nội, hương cốm làng Vòng không chỉ thơm mãi trên từng vỉa hè, từng bước chân của người bán cốm, mà còn thơm mãi trong lời ca rung lên từ sâu thẳm của lòng người mà Trịnh Công Sơn đã để lại. Hà Nội có rất nhiều các món quà là đặc sản, nhưng không có món nào lại thơm thảo và đượm chất đồng quê như hương cốm làng Vòng. Không có hương thơm nào lại nhẹ như hương lúa non làm cốm, và không có mùi thơm nào lại nhẹ hơn mùi lá sen và hương cốm. Thật thơm thảo và mát lành, thoang thoảng đến khó nhận ra, nhưng lại thấm sâu và tỏa hương mãi mãi. Thường khi vào đầu mùa thu tháng 8 này thì thường bao giờ nhớ đến hương cốm. Thường là sau thì mua tặng bố mẹ hoặc là gia đình, ít để biếu. Cốm về ăn với một số loại hoa quả như ăn với chuối mà ngon, mang cái hương vị truyền thống. Cũng thật ngẫu nhiên, những thứ quà giản dị thanh khiết của đồng quê theo gió heo may về khiến mùa thu Hà Nội như trong sáng, lãng mạn hơn. Chỉ vài bước chân tới ven hồ, ta đã gạt sang bên những tất bật lo toan, tìm cho mình sự tĩnh tại ngay cạnh dòng chảy gấp gáp của cuộc sống, như sự sắp đặt hài hòa của thiên nhiên khi cho mùa thu, mùa cốm vào ngay mùa hồng. Không ai biết đích xác nghề làm cốm làng Vòng có từ bao giờ, chỉ nghe truyền lại rằng cách đây cả ngàn năm, khi cánh đồng lúa nếp cái hoa vàng đang ngậm sữa, trời bỗng đổ mưa to, đê vỡ, cánh đồng lúa ngập chìm trong nước. Người nông dân làng Vòng xót xa công sức một nắng hai sương, đành mò mẫm cắt những bông lúa còn non mới đem về rang khô ăn đỡ đói lòng. Không ngờ món bất đắc dĩ ấy lại có hương vị hấp dẫn. Vì thế mỗi khi mùa thu đến, người làng Vòng thường rang nếp non để ăn chơi. Chúng tôi vẫn đi rất trùng bông cơ. Cứ bông gì được là chúng tôi vào, chúng tôi rất rẽ ra thế này, chúng tôi vào chúng rất lấy sưng cả tay ấy. Về suốt lấy cái cào sắt ấy, tay cầm cái suốt này. Thế xong rồi bỏ vào cái nồi đất to như cái thúng, cái giá vào, nó to cái giá này này. Nên là cơm đỏ bóc cái nồi, cái rang này, rang bằng tay. Rang này. Tôi không rang đâu, không phải đâu. Đi chợ về còn phải rang đấy. Thế cứ rang cái sao được thì bỏ vào cối giá. Thì là cái giá chân đấy chứ làm gì có máy móc đấy. Còn giá chân, tay thì sơ. Người thì đứng giá ở đây, được thì là bảo đứng để bốc. Học cái nghề này để mà kinh doanh thì khó học, không làm được. Làm già không ai mua. Làm non đấy thì làm cho con uống mà non, 5-7 hôm nó già đi rồi, cho làm sao được. Tuy có nhiều vùng quê biết làm, nhưng không có đâu làm được hạt cốm dẻo và thơm bằng cốm ở làng Vòng. Người làng Vòng làm cốm rất công phu. Lúa để làm cốm phải là giống nếp cái hoa vàng được gặt khi còn ngậm sữa, đem về tuốt lấy hạt, sàng sẩy, đãi qua nước, chọn những hạt mẩy, rồi đổ vào chảo rang bằng gang đúc. Bếp lò rang cốm không đốt bằng than, mà phải dùng củi để điều chỉnh ngọn lửa. Ban đầu rang vừa lửa, khi hạt thóc tái trắng thì bớt lửa đi. Làm cốm này thì vất vả lắm. Không phải là làm cốm mà được lãi nhiều như người ta tưởng thôi. Nếu mà được lãi nhiều như người ta tưởng thì tổ tiên là tôi là hàng nghìn năm nay làm cốm rồi. Thì cả đây chúng tôi làm là chỉ đủ cuộc sống trong gia đình. Tức là những lúc tháng 3 ngày 8 này dỗi nghiệp. Một mặt là nối dõi cái dòng dõi cái nghề nghiệp của tổ tiên để lại. Mặt thứ hai nữa là tăng thêm thu nhập để cho các cháu ăn học, gia đình thêm được một chút cuộc sống kinh tế. Chứ bây giờ cứ chạy chợ cả thì cũng không ai mua, mà nhiều người bán không người mua. Thì chúng tôi âu là cái nghề nghiệp tổ tiên để lại, sẵn có vốn trong tay. Chúng tôi làm, dù làm công nó có rẻ mạt nhưng mà lấy công làm lại. Hạt thóc rang phải được đảo liên tục sao cho nóng đều. Cốm rang xong được mang giã ngay, mỗi cối khoảng 5kg thóc. Vừa giã vừa đảo luôn tay từ trên xuống, ở dưới lên. Giã 10 phút có chấu thì xúc ra, sẩy chấu đi, lại giã. Tùy theo cốm khô hay ướt, điệu có cách xử lý. Giã tới lần thứ 5, người làm Vòng phân cốm ra làm 3 loại.
cốm gión, cốm non và cốm gốc. Từng loại lại được giã riêng trong hai lần nữa mới xong. Thành phẩm được người làm cốm gói bên trong là lớp lá giấy giữ cho cốm khỏi khô và không phai màu xanh ngọc quý giá. Bên ngoài là lớp lá sen. Không hiểu sao khi mang cốm đi biếu hay bán cứ phải dùng lá sen để gói nhỉ. Chỉ biết rằng thực tế cốm được gói bằng lá sen có hương thơm nhẹ nhàng, thanh cao và ngon hơn khi gói bằng bất kỳ thứ lá nào khác. Bỏ một nhúm cốm vào miệng, nghe mắt lạnh ở đầu lưỡi, dường như được cảm hết hương vị trời đất đồng quê, nắng gió và huyền thoại làng trong hạt cốm. Chuyện kể lại rằng, từ xa xưa, những chàng rể muốn lấy lòng bố mẹ vợ thường mua cốm mang biếu. Dần dần thứ quà thanh tao và tinh khiết ấy phù hợp cho các việc lễ nghi cưới hỏi tiếp khách. Cái cánh nó phải rất là mỏng. Vâng. Thế mà còn cái rót ý, thì nó cứ rót từng cụm một, là vì nó còn cái đuôi thấp ấy mà. Nó không thể lấy được ra hết, nó giã, nó không thể lấy được ra hết. Thì nó đâm rót lại. Vâng. Ăn nó, ăn nó hơi hơi sảng. Thế nhưng mà ngọt. Nó dâm dâm. Đấy là cái hột non mà. Vâng. Nó không lấy được ra thì lại... thì rồi. Lại rất là ngọt. Thì cốm ấy mới là cốm 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 quý đúng không? Thì lại ngọt. Rồi. Nhưng mà ăn thì nó hơi rậm rậm. Nó sạc. Cái mà... chính của cái người mà làm cốm giỏi lại là cái mà ông xác định được thời điểm nào để ông có thể ông gặt cái cây lúa đấy để về làm cốm. Nó phải đúng. Đúng chứ nếu mà ông để chậm lại vài ngày thì nó già cốm đi. Ông hái sớm non đi thì coi như cốm ông giã ra nó nát. Mà nó bị dính nó không không chóc vỏ được. Cho đến nay cốm làng Vòng vẫn có mặt khắp các phố, các chợ. Bức tranh mùa thu Hà Nội sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi hình ảnh các bà, các chị quẩy đôi gánh xinh xinh đi dọc các phố với tiếng giao, ai cốm đây? Người Hà Nội ăn cốm như thưởng thức chính hương vị mùa thu nắng vàng. Làng Vòng cách bờ Hồ Gươm về phía Tây Bắc chỉ chừng 5-7 cây số, có các thôn Vòng Tiền, Vòng Hậu, Vòng Sở, Vòng Trung. Nhưng chỉ có hai thôn Vòng Hậu và Vòng Sở là chuyên làm cốm ngon. Những năm gần đây, Hà Nội được quy hoạch mở rộng thêm. Đất làng Vòng xưa kia chỉ trồng lúa, đã và đang đô thị hóa, và nay thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Làng Vòng sầm uất hơn, nhưng để làm ra hạt cốm phải sang làng khác hoặc các huyện ngoại thành mua về. Nhưng người làng Vòng vẫn giữ gìn công nghệ làm cốm cũ. Mặc dù vậy, nhưng thương hiệu cốm làng Vòng vẫn giữ mãi trong nét đẹp văn hóa của đất nước. Nghe nói, cốm làng Vòng đặc trưng như vậy vì chỉ trồng loại nếp hoa vàng. Hạt lúa nếp hoa vàng nhỏ hơn hạt nếp thường một chút và tròn chặn hơn. Khi nhấm thử, cảm giác ngọt mát lan tỏa ở đầu lưỡi như sữa. Cứ mỗi độ thu về, người làng Vòng lại quầy quả chờ lúa nếp non mới gặt từ nhiều nơi về để làm cốm. Ít ai biết rằng, mỗi mẻ cốm ra lò lại chia làm nhiều loại, cốm lá me, cốm rót, cốm mộc và cốm non thông thường. Cốm lá me nhỏ và nhẹ như lá me, thường bay ra qua những lần sàng sẩy. Loại cốm này ít và hiếm, thường chỉ để cho gia chủ thưởng thức mà thôi. Cốm rót thơm ngon thứ nhì, chỉ chiếm 2/10 mỗi mẻ cốm. Đây là những hạt nếp non sau khi giã sẽ tự vón vào với nhau như hạt ngô, hạt đỗ. Đặc biệt đến cuối mùa lại càng hiếm. Loại cốm còn lại trong cối giã là loại cốm đầu nia loại 1, loại 2 được đem bán. Đến cuối tháng, cốm mộc là nếp cuối mùa nên hạt to và cứng, thường để rang thành cốm khô hay da giảm pha chế để thành những sản phẩm khác từ cốm. Cốm mộc cũng phải có màu xanh của mạ già pha ánh vàng mới đúng nguyên chất. Còn cốm đã bị hồ qua, trông xanh tươi mắt mắt, nhưng đắng chẳng còn vị ngon của cốm thật. Thưởng thức món quà thanh tao và trang nhã này, cũng từ cốm, người Hà Nội có thể chế biến thành rất nhiều món ăn đặc sắc mà không kém phần hấp dẫn như xôi cốm, chè cốm, chả cốm. Đã đến Việt Nam 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức món ăn này.
Tôi đặc biệt thú vị về hương vị của nó, thật hoàn hảo. Bao bọc vị giác của tôi là mùi vị của đồng nội. Ngay cả cái màu sắc của nó cũng làm tôi ngạc nhiên về sự phối hợp tuyệt vời. Còn một thứ được liệt vào loại quà sang trọng và gắn liền với tên tuổi của Hà Nội, đó là bánh cốm. Bánh được xếp vào hàng bánh ăn hỏi, thách cưới, gửi kèm cánh thiệp hồng báo hỷ. Bánh được làm bằng cốm xào với đường và mỡ, nhân đậu xanh giã nhuyễn, trộn với đường và ít sợi dừa trắng muốt, gói lá chuối xanh hình vuông, buộc dây lạt đỏ. Màu lạt như những sợi tơ hồng vẫn vít xe duyên. Mâm bánh cốm dẻo ngọt mang ý nghĩa sâu xa về nguồn cội. Mỗi khi Tết đến xuân về, người Hà Nội thường không quên gửi vài chục bánh cốm hàng than hàng điếu làm quà cho họ hàng bạn bè, người thân ở trong và ngoài nước với tấm lòng thơm thảo của mình. Bánh cốm bên cạnh mứt sen trần và gói trà xanh được coi là hình ảnh truyền thống đẹp của dân tộc. Thanh khiết của đồng quê nội cỏ Việt Nam. Ngày nay, thay vì lá chuối, người ta gói bánh cốm trong giấy bóng kính, bao bên ngoài là hộp giấy, in hình lá chuối buộc dây lạt đỏ. Tự chung, hình thức và tên gọi của sản phẩm có thể thay đổi theo dòng chảy của cuộc sống. Nhưng cái cốt lõi bên trong, sự tinh tế mang vẻ đẹp thanh tao, hương vị độc đáo của đồng quê, vẫn cứ là cốm, mà nhất là cốm làng Vòng.